Chào mừng bạn đến với kênh Nhà thuốc Trường Anh, kênh cung cấp thông tin dược phẩm, thực phẩm chức năng, tư vấn sức khỏe của Trường Anh Phan. Nội dung trong video này sẽ tìm hiểu về sản phẩm viên bổ mắt Das Vision. Quý độc giả thân mến, để sử dụng thuốc an toàn và hiệu quả, hãy tuân thủ đúng theo chỉ định từ bác sĩ hoặc tìm hiểu hướng dẫn sử dụng an toàn từ dược sĩ. Không tự ý sử dụng thuốc hoặc sử dụng thuốc bị chống chỉ định, vì điều này có thể gây hại cho sức khỏe. Nếu như bạn quan tâm tới thông tin về viên bổ mắt Dash Vision cũng như cách sử dụng sản phẩm, thì hãy theo dõi hết video mà Trường Anh Pham chia sẻ dưới đây. Thành phần của viên bổ mắt Dash Vision Vitamin Apamita Dầu cá Cao Lữ 20% Zeaxanthin 20% Kẽ Vitamin B2 Công dụng giúp tăng cường thị lực hỗ trợ giảm các triệu chứng khô mắt mỏi mắt nhìn mờ hỗ trợ giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng đục thủy tinh thể chỉ định người suy giảm thị lực người có các triệu chứng khô mắt mỏi mắt nhìn mờ người muốn giảm nguy cơ thoái hóa điểm vàng đục thủy tinh thể cách dùng sản phẩm dùng đường uống liều dùng người lớn uống hai viên một lần ngày 2 lần. Trẻ em uống một viên một lần, ngày 2 lần. Chống chỉ định. Không dùng cho người mẫn cảm với bất kỳ thành phần nào của sản phẩm. Lưu ý khi sử dụng. Đọc kỹ hướng dẫn sử dụng trước khi dùng. Thực phẩm này không phải là thuốc và không có tác dụng thay thế thuốc chữa bệnh. Hy vọng, qua những chia sẻ trong video này của Trường Anh Pham sẽ giúp quý bạn đọc hiểu rõ hơn về sản phẩm viên bổ mắt Vision. Đồng thời biết cách sử dụng viên bổ mắt Vision sao cho đúng và hiệu quả. Nếu có thắc mắc khác, hãy liên hệ tới bác sĩ điều trị để được tư vấn kỹ hơn nhé. Hãy là người tiêu dùng thông thái trong việc sử dụng dược phẩm để đảm bảo sức khỏe của chính bạn và người thân. Cảm ơn bạn đã theo dõi video. Nếu như bạn thấy video hay, có ích và để cập nhật thêm nhiều thông tin về các sản phẩm dược phẩm, mỹ phẩm cũng như các loại thuốc hoặc thực phẩm chức năng khác, vui lòng nhấn đăng ký và theo dõi kênh Nhà thuốc Trường Anh của Trường Anh Farm.